Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại thì có một số các anh chị là có cái tài khoản ngân hàng Techcombank giống như Hòa đang có này. Đó, thì anh chị muốn chuyển khoản vào tài khoản chứng khoán của công ty chứng khoán Kỹ Thương đúng không ạ? Thì thực ra thì mình có thể là mình chuyển khoản như thông thường ấy. Thì mình vào cái phần chuyển khoản nhé. Sau đó thì mình chuyển trong tài khoản này cũng được. Và mình nhập số tài khoản của chứng khoán Kỹ Thương. Đó, như thế này, và mình nhập cái số tiền, ví dụ như này, và mình nhập cái nội dung là TCBS. Đó, và mình nhập cái họ tên của mình, thì với của mình thì mình nhập tên của mình thôi, đúng không ạ, chị Công Hòa này chẳng hạn, và mình nhập cái số tài khoản chứng khoán của mình. Thì các bạn có số tài khoản chứng khoán của các bạn thì các bạn nộp vào, đúng không ạ, theo số tài khoản của các bạn. Đó, và mình ghi thêm chữ là nộp tiền chứng khoán. Đó, và anh chị và các bạn thực hiện là nộp và nhập cái mã OTP là xong. Thì đây là một cách để mà anh chị có thể là nạp tiền từ tài khoản ngân hàng Techcombank. Có một cái cách thứ hai nó đơn giản hơn, đó chính là anh chị cũng vẫn vào chuyển khoản, nhưng anh chị nhìn thấy ở đây này, nó có cái phần này chuyển khoản chứng khoán đúng không ạ? Thì anh chị vào đây. Đó, bây giờ anh chị chỉ có làm một cái bước rất quan trọng là anh chị vào cái phần là chọn công ty chứng khoán Kỹ Thương, đúng không ạ? Thế thì khi chọn công ty chứng khoán thì anh chị chỉ cần nhập cái số tài khoản chứng khoán của anh chị thôi. Đấy, anh chị thấy không? Là nó ra luôn cái số tài khoản của anh chị. Ở đây thì nó có cái loại là gì nhỉ? Nó có mấy loại. Một là tài khoản thường này, hai là tài khoản trader, và ba là tài khoản ký quỹ. Ký quỹ là tài khoản vay margin, tài khoản trader chính là tài khoản là iTrader đấy. Thì thông thường thì anh chị sẽ chọn vào cái tài khoản thông thường này thôi, đúng không ạ? Và mình nhập số tiền. Đấy, thì cái cách này nó khá là đơn giản. Cái này thì mình không cần nhập cái nội dung gì cả, vì khi chọn như thế này thì coi như là cái tài khoản chứng khoán này nó là cái nội dung của anh chị rồi, và anh chị ấn thực hiện thôi. Và anh chị ấn, anh chị nhập cái mã IOTP. Như vậy là mình đã hoàn thành cái việc nạp tiền vào tài khoản chứng khoán rồi đấy ạ. Và chỉ trong vòng là 10 giây sau là tiền sẽ vào tài khoản chứng khoán của anh chị nhá. Anh chị thấy không? Tiền đã vào tài khoản chứng khoán của anh chị, dương 100.000 rồi đó, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem cái chia sẻ của Hòa. Nếu anh chị chưa có người hướng dẫn tại công ty chứng khoán Techcombank Security thì anh chị có thể là đăng ký vào nhóm ở dưới cái phần mô tả nhé. Mình có để cái link nhóm Zalo đấy, anh chị có thể tham gia. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian lắng nghe cái chia sẻ này của Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha.